Xin mời chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio đã làm clip là hai combo 40 và so sánh cho tất cả các bác cùng tham khảo mẫu 40 côn 76 và mẫu 40 côn 100. Thì các bác chơi 40 thì loại nào cũng đều được, JBL, RCF đều được hết. Nhưng em sẽ so sánh cái tầm côn tất cả các bác khách hàng. 40 RCF này là hàng cao cấp và 40 JBL cũng là hàng cao cấp. Test RCF nặng 5 cân một củ, phân tần Pro 1518. Cái cấu hình bát rời thì ví dụ như các bác nào mà lắp xúc hơi thì lắp cái bát 40 RCF từ 220-100 này cực kỳ là tuyệt vời. Mẫu này thì em có bán lẻ cho một bác khách là để lắp xúc hơi. Đấy. Hôm nay em đang bán lẻ một cái bát để lắp xúc hơi và combo 40 JBL, nhưng mà em sẽ làm video so sánh cái dòng côn và từ cho tất cả các bác. Con JBL công suất nhỏ hơn và tiếng ca sẽ sáng hơn. Con RCF thiên về tiếng trống, trống nổ như bom, uy lực mạnh mẽ. Sử dụng củ từ 220-100, con này sử dụng từ 190-76. Đây, đầu tiên em sẽ giới thiệu test trước. Test của nó là RCF từ 170-72, nắp nhôm xoắn hình mùi khế. Loại này hàng khủng, chạm nhún màu vàng, chép của mã là RCF N850. Kẹp tê kẹp lỗ của nó, bích tê lỗ của nó rất là dày, nặng 5 cân một củ. Loại này hàng khủng cho tất cả các bác đi làm sự kiện, quánh phun đôi, quánh phun đơn 40 thoải mái luôn. Đấy, phun đôi 30, phun đôi 40, phun đôi 50, phun đơn. Đây là hàng khủng nhá, bích tê lỗ của nó dày không, hàng chất lượng cao. Và tiếp tục là một cặp mạch nọc phân tần hàng khủng của Bro 1518. Ở đây em hôm nay em đi cho khách hàng là hai đôi phân tần. Loại này chơi oánh sự kiện nha, 1, 2, 3 con chở nhôm màu vàng. Sử dụng hai bóng cầu chì, bóng ở bên trong và bóng ở bên này, hai bóng bọc nhôm, tụ lọc màu đen. Phân tần Pro 1518 này là bảng mạch FIP. Đấy, đây là combo là loa phun đơn các bác nhá. Một bát là một tiếp kèn ta sử dụng mạch phân tần này. Và em so sánh cho tất cả các bác đây. Với hai cái dòng từ côn này thì các bác chọn nào? Nếu ta sử dụng loa karaoke gia đình, ta hãy chọn từ 190-76 để oánh vừa bát vừa lời. Nếu như anh em làm sự kiện cần đến tiếng bát khỏe, uy lực mạnh mẽ thì đánh từ 220-100. Đấy, dòng này là bát full nhưng mà có bán lẻ một cái để làm súp. Riêng làm súp thì bát RCF của Tùng Nguyễn Audio thì Tùng Nguyễn bao cho tất cả các bác cực kỳ hay luôn và trống rất là mềm. Đấy. Đây là chiếc bát 40 JBL bích tê lỗ dày từ 190-76. Dòng này em không còn hàng nhiều đâu các bác nhé. Gân vải tẩm dầu 3 gân. Loại này hàng xịn. Màng đằng sau dày. Sần. Bích tê lỗ dày. Các bác nhìn cặp bát 40 nó quá là chất lượng luôn. Con này vừa bát vừa lời từ 190-76, công suất là 600W trên một chiếc loa. Còn con này là từ 220-100. Công suất 800W trên một chiếc loa, deep bass có đôi 4, 6 cái đốt để tỏa khí tỏa nhiệt. Mang thương hiệu RCF. Dòng này của Tùng Nguyễn Audio nó không giống với các dòng trên thị trường. Dòng này là hàng tuyển của Tùng Nguyễn Audio. Màng kết hợp sợi bông thủy tinh, côn 100 từ 220. Nhện của nó được phủ một cái lớp tuyết ở trên. Từ dày, tê nỗ dày. Đấy, thế nên là hàng này đánh tiếng rất hay. Màng của nó sơn dầu và màng xếp ly, gân vải tẩm dầu 3 gân. Các bác lưu ý nhé, dòng RCF này em có một dòng nữa là đít nhọn của nó là màu xanh, rẻ hơn dòng này. Dòng này là hàng cao cấp rồi, oánh tiếng rất hay. Vì nhập các cái loại mà bích tê lỗ dày thì giá thành nó cao thì tiếng nó sẽ hay. Đây các bác nhìn con này là côn 100 này. Con này côn to nó sẽ khỏe và từ to nó sẽ mạnh. Con này thì mỏng manh hơn, từ 190 côn 76. Côn nhỏ thì giúp cho ta hát sáng tiếng chuyên lời, còn đâu gia đình thì vừa bát vừa lời, sự kiện thì nên đánh lời cực tốt mà bát đầm bát. Đấy, còn con này thì nó chuyên về tiếng bát, hát thì không sáng bằng dòng JBL này được và không sáng bằng con cơm 76 này được, nhưng mà về tiếng bát nó oánh mạnh mẽ lắm các bác nhé. Hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio giới thiệu cho tất cả các bác dòng sản phẩm combo. Ai thích nên combo 76 hay 100 thì hãy liên hệ cho em.
Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào các bác trong cái clip mới nhất nhá.